Chào mọi người nhé. Mình hôm nay không những là đi giao ghế còn đi chuyển giúp khách hàng chuyển ghế từ nhà này sang nhà kia này, lắp đặt này. Đó. Hôm nay chuyển ghế cho em trai chú Cai ở Việt Trì. Một thầy anh em tôi đã chuyển xong một chiếc ghế cho hai nhà vị trí chỉnh. Hôm nay là chuyển ghế cho nhà chú Khai ở Việt Trì, cứ hướng dẫn đi. Hôm nay mình chuyển với chú. Đó, bác đây. Xong rồi anh. Vâng ạ, con xong rồi bác ạ. Vâng ạ. Vâng. Đó, đây là bác Khai. Vâng. Lò vi và bên nhận xét. Vâng. Thiết bị tốt. Vâng ạ. Bảo dưỡng tốt. Vâng ạ. Và giao tiếp rất tốt. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Vâng. Vâng. Gặp mấy anh em. Vâng, hôm trước thì con với anh Huy cũng vào đây chuyển. Vâng. Huy bây giờ nó chuyển đi Hà Nội. Vâng ạ, xuống công ty ạ. Vâng. Vâng ạ. Thì hôm con nhận được điện nhà mình lại chuyển ghế về đây thì con đến con giúp nhà mình và chuyển từ để gặp các bác thì may quá. Vâng ạ. Vâng, thì trong khi sử dụng có vấn đề gì hay có vận chuyển đi đâu thì bác cứ gọi bên con. Vâng. Nhờ bác tí. Vâng ạ. Đó. Hôm nay là vận chuyển ghế cho nhà bác Khai ở Việt Trì Thọ. Người chờ chút bác đi lấy nước để pha chè. Đó. Những cái việc mà không làm được thì có người giúp là. Vâng ạ. Cái bên con được giúp đỡ khách hàng là cũng là cái niềm rất là hạnh phúc và cái vui bên con ạ. Vâng. Và mấy anh em tốt quá. Anh uống nước anh. Vâng ạ, con xin bác ạ. Thế mà bác dạo này vẫn ngồi ghế thường xuyên chưa ạ? Nó mấy hôm vừa rồi mưa là ngồi suốt. Vâng. Buổi sáng thế còn không bình thường ấy thì cứ ngồi vào tối. Vâng ạ. Trước khi đi ngủ anh ạ. Vâng.
Vâng. Cái ghế kia thì là nó lại là một cái chương trình của nó là 20 phút. À vâng. Cái con chào bà. Cái này là 15 phút, nhưng cái kia vâng. là 20 phút. Vâng. Mỗi cái ghế nó là chiếc ghế nó lập trình riêng thời gian. Vâng ạ. Chương trình nó khác nhau. Vâng. Thích lắm, ngồi cái ghế này nó đầm ấy nhá. Vâng ạ. Chính cái Fuji này nó rất là đầm ấy. Vâng ạ. Cái kia nó đánh đau hơn lắm. À cái là khác khác không phải bên mẫu Fuji đấy ạ. Không, cái vâng. kia là Bose. À Bose ạ. Vâng. À vâng. Vâng. Cái Fuji này thì nó đầm. Vâng. Nó đầm và nó chìm xuống dưới thì nhá ngồi nó lọt hẳn vào về mùa rét này thì rất tốt. À vâng. Anh ạ. Đấy cái chiếc ghế bên cái con này bi nó bằng silicon đúc đặc. Vâng. Vâng nên nó như củ trỏ tay ạ. Vâng. Vâng. Nên nó xong. Dạ không ạ. Không không không. Để gửi anh một chút. Không không, không, không dạ. Còn có được giúp đỡ trước giúp đỡ bác là cái con là hạnh phúc nhất rồi ạ. Và các bạn đây đang hỏi là bạn Nam là hỏi thăm bác Khai. Và Nguyễn Nam cho cháu gửi lời hỏi thăm bác Khai. Nam mấy lần nó vào nó bảo dưỡng này. Vâng ạ. Bảo dưỡng thế rồi là dầu mỡ rồi là anh em nó rất là chú đáo. Vâng vâng. Và chú thích cái này này. Cái vâng. này nó đậm hơn như là vì lại có một cái bốt kia ở ngoài kia thế là bảo thôi đem về đây. Vâng. Đem ở ngoài chỗ Mường Thanh ấy. À thế ạ. Tại vì Mường Thanh không ở. Vâng. Thế mà cái đồ này để lâu cũng không dùng nó cũng lãng phí thế hai đứa vâng. nó cũng không tốt. Vâng. Nhưng mà thôi thế đem về đây lại nhờ anh. Vâng hôm đấy con chuyển rồi con mới Huy này. Chuyển vâng, vì... chuyển bên Mường Thanh về vâng. Vâng thì sau thời gian sử dụng ghế bốt ghế Fuji bác đánh giá thế nào về cái chất lượng hai chú thì thấy cái Fuji của anh là rất tốt à, nó vâng. hợp vâng một là nó đầm vâng nó rất đầm dạ. nó không bồng bềnh như cái vâng. thứ hai nữa là nó êm hơn dạ nó đánh cái bốt nó đánh vào cái vùng thận này à thế ạ cái vùng thận cảm thấy nó hơi nặng. Nặng. Vâng ạ. Thế còn thì rất tốt. Hôm nào ghi vào cái sổ của anh đấy. Vâng ạ. Ghi ba điều thôi. Vâng. Một là chất lượng tốt. Vâng. Hai là bảo dưỡng tốt. Thứ vâng ba là phục tinh thần phục vụ rất là tốt. Vâng ạ. Vâng. Vâng ạ. Con rất cảm ơn bác đã chia sẻ vâng. rồi ạ. Vâng. Còn dùng đấy mà có cái. Vâng. Bác có ai có nhu cầu giới thiệu vâng. bên con ạ. Vâng. Vâng ạ. Anh cứ xem đây cũng là một cái nhánh giới thiệu sản phẩm cho anh. Vâng. Vâng ạ, con cảm ơn bác. Con chào bác, con chúc bác có một buổi chiều thật tốt lành ạ. Vâng. Và nhiều sức khỏe ạ. Vâng. Vâng ạ. Rất là cảm ơn hai anh. Anh uống vâng. nước anh ạ. Vâng ạ.